Xin chào tất cả mọi người nhé. Hôm nay thì em lại lại quay video trực tiếp một cái ca môi đã full tại viện thẩm mỹ quốc tế Eva Sinh này. Sau bong được khoảng từ bong này được bao nhiêu chị nhỉ? Hơn một tháng. Hơn một tháng. Sau bong hơn một tháng và đang ổn định màu rất là đẹp nhé. Cái phần vẩy của chị ấy thì chị ấy để hơi khô, tại vì thời tiết miền Bắc thì nó đang rất là hanh khô, đang vào mùa hanh khô và lạnh ạ. Nên là môi khách hàng lười dưỡng thì nó hơi bị khô một chút ạ, nhưng mà vẫn nhìn thấy cái độ sắc nét của màu môi nhé. Đấy, em sẽ quay cho mọi người xem sáp nào nhé. Và môi của chị ấy trước đây thì cũng tương đối là thâm. Và sau thời gian khử thâm và vào màu thì hôm nay ổn định được khoảng 1 tháng nhé. Và giữa cái mùa dịch của corona thì Viện Thẩm mỹ Quốc tế Eva Sinh đang rất khó khăn trong cái việc mà chúng ta lấy những cái dòng mực siêu bám rồi mực bong đẹp sau full nhé. Cho nên là mọi người hãy nhanh tay để được tư vấn những cái màu mực phù hợp và lấy thêm mực ạ. Bởi vì là bên Viện Thẩm mỹ Quốc tế Eva Sinh cũng sẽ cố gắng để đủ hàng để cung cấp cho tất cả các bạn nhé. Rồi mọi chi tiết thì mọi người hãy inbox trực tiếp tới các trang fanpage của Viện Thẩm mỹ Quốc tế Eva Sinh để được tư vấn cụ thể nhé. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video. Okay.